Đấy, ra đây chơi để chuẩn bị ăn. Chuẩn bị ăn cơm. Kệ nó, em vào ra, nó, em ra nó theo ra mà. Nhảy như... Rồi chạy chạy vào luôn rồi. Trời, rồi. Thấy con ốc sên, Rồi, cho ăn đi. Bây giờ này nó nắng quá, quay nó không được chuẩn. Năm em cho Phú Quốc. Đấy. Ồ, không được, đặt ở đây. Đổ đổ lên người nó kìa. Năm em nha, anh em nào thích em nào thì bắt, không người ta bắt hết rồi lúc đấy lại gọi nha. Trời hơi nắng nên là chúng ta thấy màu nó chưa được chuẩn lắm. Nói chung là nó tầm một tháng nữa thì màu nó rất đẹp luôn. Hiện tại là chó đã được 2 tháng rồi. Không biết 2 tháng hay hơn 2 tháng này. Mình xem lại sổ xem. Còn những em đẹp. 5 em rất là đẹp luôn. Đấy, quay do trời nắng nên là quay phải quay gần mới nét được, chứ quay xa xa nhìn mà ánh nắng mà nó mất chuẩn. Đấy, tầm này mà nhanh lớn lắm thì nó dài đẹp hẳn. Chạy đến nó ok. Thấy con ốc sên, các anh các chị đang tò mò. Ăn cơm cái gì vậy? Sao có cái gì đỏ đỏ vậy? Đây, con số 1 đây quý vị, con số 1 là con lưỡi đen này này. Đấy, lưỡi đen thui luôn. Xem lại lưỡi coi, ánh nắng không chuẩn lắm. Rồi đó, rồi, ok. Con số 1 nha, được, rồi. Số 1, được. Mình đứng đây nó hơi bị chuột, đây, bên này nét hơn. Rồi, con số 2 này. Số 2 xem, được hay cái? Được luôn. Ồ, lưỡi đen luôn hả? Lưỡi đen thui luôn. Lưỡi như cục than. Rồi. Rồi. Lấy số 1, số 2. Đây nha, con số 1, số 2 được vị nhá. Hai con hơi hơi giống nhau. Vị cứ... ghi chưa? Rồi, chúng ta trở sang con số 3. Được hai cái? Được luôn hả? Được luôn. À, được hả? Ba con được luôn hả? Lưỡi đen luôn. Ồ, đàn này đẹp thật, toàn lưỡi đen.
Rồi. Anh em nó gầm gừ nhau. Ba con này cơ bản nó gần gần giống nhau, ai thích bắt con nào bắt. Rồi, con số 4 đi. Số 4 đây. Đây, con số 4 là con cái xem lưỡi. Lưỡi đen luôn, một cái đàn này toàn lưỡi đen. Từ từ từ, nó dậy quá, hạ thấp xuống tí, em chân cao ánh nắng nó chiếu vào đấy, dậy quá. Rồi rồi, lưỡi đen luôn quý vị. Bốn con này con số cái rồi, con số 4 cái, con số 5 là được hay cái cái à, số 4 số 5 là đều cái quý vị. Xem lưỡi, lưỡi đốm đốm nhiều á, đốm nhiều. Rồi ok, xem lại em cái đúng không? À, ok. Số 4 số 5 là cái, 1 2 3 là được. Đấy, anh em nào thích. Quý vị các bạn thích em nào thì cứ điện thoại cho chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.